Vì sao bạn nên có một cái kênh YouTube hay là TikTok riêng của mình để tạo dựng thương hiệu cá nhân dù bạn làm bất cứ ngành nghề gì? Sơ qua một chút về background của mình là 3 năm trước, mình có đi du học Úc và những cái công việc part time của mình sẽ là về nhà hàng này hay là sales bán hàng. Nói chung là không liên quan đến chuyên ngành của mình. Và mình muốn mình phải có một cái kênh YouTube để mà từ đó học thêm nhiều kiến thức liên quan đến marketing hơn, và cũng như là đơn giản chỉ là muốn lưu lại kỷ niệm đi du học đồ ơ. Thì về Việt Nam, cái công việc của mình liên quan đến marketing, mình cũng tự tin là mình đã trải qua khá nhiều buổi phỏng vấn tại nhiều công ty, và có một điểm bất ngờ là anh chị HR hay là manager nào cũng hỏi về kênh YouTube của mình rất là nhiều, với những câu hỏi là học được gì từ YouTube, hay là những khó khăn làm video như thế nào, hay là các anh chị đã xem qua video của mình và thấy mình như thế này như thế kia. Đó, nói chung là rất là vui khi mà nghe mọi người nói như thế. Và sau đó thì mình cũng thấy tự mày mò làm video qua các bước cũng giúp mình học được nhiều kỹ năng quay chụp lên content, nói trước máy quay, cũng như là học thêm về mạng xã hội hay là xu hướng. Đó, thì chính vì thế mình cảm thấy là ai cũng nên có và chăm chút hơn cho profile của mình trên mạng xã hội, không đến nỗi sống ảo và khác bản thân quá. Nhưng mà mạng xã hội là điều mà mình cảm thấy nó là một điểm cộng lớn ở kinh nghiệm của mình trong việc đi xin việc. Tạo dựng thương hiệu cá nhân dù bạn làm bất cứ ngành nghề gì cũng đều có thể share với mọi người được. Tin mình đi có thể hơi ngại vì khi nào cũng phải show mặt lên mạng xã hội, nhưng mà tự tin về qua nó thì mạng xã hội giúp ích cho bạn rất nhiều đấy. Yeah, cố lên.